Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng công an huyện Hương Khê bắt giữ đối tượng Mai Văn Hà, sinh năm 1968, trú tại thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là bà Trần Thị Hương, sinh năm 1973, vợ của đối tượng. Theo đó vào khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2024, Mai Văn Hà đến nhà một người hàng xóm cùng thôn để uống rượu. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, ông Hà về đến nhà mình thì sực nhớ chuyện vợ là bà Trần Thị Hương đã tự ý bán con trâu của gia đình mà không bàn bạc, hỏi ý kiến chồng nên câu vợ dậy để chất vấn. giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Mai Văn Hà không kìm được tức giận, chạy đi lấy rượu mồng để sẵn ở thêm nhà, rồi chạy vào giường ngủ chém nhiều nhát vào đầu, sau cổ khiến bà Hương tử vong. Sau khi gây án, Hà rời khỏi hiện trường, đến nhà con trai cách đó khoảng 600 m thông báo rồi bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Khê đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, ghi lời khai người làm chứng, biết việc, truy xét đối tượng theo dấu vết nóng, thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh theo quy định. Đến khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 6, Mai Văn Hà đã ra đầu thú. Hiện nay, các lực lượng đang phối hợp tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.